Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh chợ hàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu một lô giấy Mỹ mà tôi đã đào ở dưới vườn lên. Nhưng mà bây giờ nó mới trồng mà nó sống và bắt đầu mọc mầm thôi. Tôi trồng tạm vào những cái bịch như thế này. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký bằng cách các bạn chọn chế độ đăng ký ở như này nhé. Và nhấn chuông để nhận thông báo cho tất cả các video mới nhất của cây cảnh chợ Tôi hàng trồng nhé. Vào những cái bịch như thế này. Cái này bịch nhựa này thì nó chỉ là cái mà chúng ta giữ đất thôi. Nên sau này về thì có thể là chúng ta cho vào một cái chậu nào đó đẹp. Nên cái cây như thế này đấy thì với cái giá trị là tại vườn này là 300 nghìn một cái cây. Thế mà cái cây này là nó có số thứ tự, thí dụ như cây này là cây số 7. Nhưng mà cái cây số 1 như cây này chẳng hạn, cây đây là thí dụ như cái cây này là cây số 1 này. Của chúng tôi là 300 nghìn này. Cây số 2 là cây này, nó cũng cùng giá luôn, 300 nghìn một cây. Còn cây này thì nó có cái điểm cong này. Đấy, chúng ta có thể lấy cây này tiếp theo đấy, cũng vậy thôi, nó cũng 300 nghìn cây số 3 này. Đấy. Tôi giới thiệu tiếp đấy. Chẳng hạn như cây số 4 này, nó nằm ngả như này. Nó cũng thế thôi, giá tiền cũng 300 nghìn. Còn thế mà cây số 5 này thì là cái cây này, cái thân này nó to hơn. Đấy, nhưng mà cái rễ của nó thì có thể không không bằng cây kia. Còn những cái cây như này là rễ của nó hoàn toàn đến đây đây. Đấy, còn cây này thì rễ nó ở phần này thôi. Cây này cây số 5 cũng 300 nghìn. Cây số 6 này ấy, thì là lợi thế hơn nhiều. Là vì cái đoạn rễ của nó từ đây trở xuống toàn hoàn toàn là rễ. Nên là chúng ta có cái rễ như này ấy, thì nó dễ quái cây hơn. Nên đây tôi mới tạm bẻ một cái cây theo ý tôi như này thôi. Nếu còn nếu mà các bạn có thể là có những cái sáng tạo nó hay hơn, đẹp hơn chẳng hạn. Thế thì cây đấy là cây số 6, còn cây này cây số 7. Cây này nhỏ thật nhưng mà cái phần rễ của nó từ đây đến đây nó cũng quái gốc. Còn cây này cây số 8 này. Cây này thì nó gù hẳn xuống. Cái rễ này nó có thì tôi dựng ngược lên cũng 300 nghìn thôi. Cái cây số 8 rồi, còn đây cây số 9. Cây này thì nó có cái bệ rễ nó quằn quèo ở dưới như con rắn bò ấy. Đấy. Cây này cũng cây số 9 cũng chỉ 300 nghìn thôi. Cây số 11 này cũng vậy. Và cây số 10 cũng thế. Cũng cây này thì bé nhỏ thôi nhưng mà nó trông nó cũng rất là quái cây. Thế còn cây số 12 này, nó có ba cái rễ này. Nó cũng 300 nghìn. 12 rồi đến cây 13, cây này thì có cái thân lằn quằn như con rắn ấy. Đấy là cũng 300 nghìn. Cây này thì nó nằm áp sát xuống mặt đất. Cây số 14. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái phần rễ của nó là chỉ từ đây thôi. Và đây các bạn lưu ý là ngón tay cái tôi đây này. Còn cây này ngón tay cái này. Đấy, thì là cái để biết độ to, chiều cao này. Còn cây này này, thì gang tay của tôi này, đấy, nó chỉ dài chưa đầy 20 phân. Còn cây này đấy, là cây số 16 à. Đấy, cái đoạn rễ của nó đây, tổng cây này một gang tay như này nó được khoảng 20 phân cao, nếu có tán vào nó sẽ hơn một chút. Thân nó to, rễ nó to ở đây. Cây này cây 16 cũng 300 nghìn. Cây này cây số 15 này. Cây này thì thân to hơn một chút này. Cái thân rễ chứ không phải là thân. Đoạn thân nó từ đây trở lên, còn đoạn từ đây trở xuống là rễ. Thế là cũng 300 nghìn. Thế còn cây này thì gọn gàng hơn. Tổng chiều cao của cái đoạn rễ là chưa được 20 phân. Nhưng mà các bạn nhìn này, đấy nó có thêm mấy cái rễ phụ. Cây này cũng đang mọc mầm rồi, cây số 17 300 nghìn. Còn cây này có hai cái rễ vắt nhau đó. Nên là nó cũng được sơ sơ cái cành xuống rồi. Thế còn cây này cây số 18 ta cũng 300 nghìn. Cây số 19 này thì nó lại khác hẳn cái dáng các cái cây kia. Nghĩa là cái thân nó đổ hoàn toàn sang bên này, nếu có thể là tôi đảo chiều của nó. Đấy là ý của tôi thôi. Cây này cây số 19 300 nghìn. Sang cây số 20. Cái này tổng chiều cao của nó có khoảng 15 phân thôi. Cái rễ của nó thì từ đây trở xuống. Đoạn này nó chỉ tôi chỉ để có một tí cành này mọc thôi, tôi cắt rất gần. Vì cây này nó có thể là ra rễ được, ra mầm được ở chỗ gần rễ. Cái rễ gần thân là nó ra mầm được. Cây này cây số 20 cũng 300 nghìn. Cây này cây số 23 này. Cái này thì cái rễ nó như thế này. Đoạn từ đây này xuống là chợ là rễ này. Tổng rễ là dài khoảng 20 phân này, đoạn quằn như thế này. Cũng giá 300 nghìn thôi, cây 23. Cái này cây 22 này. Cái này thì nó xiên sang một cái chiều như này, nó dáng này cũng có thể là gọi là dáng hơi huyền một chút cũng được. Đấy, thế thì cây này cây số 22 cũng. Cây này là cây 22. Còn cây 21 này tôi chắc vừa sót này. Đấy thì cây này nó đổ nghiêng một phía. Xong nó lại quay cái ngọn trở lại, nhưng mà cái đoạn rễ của nó từ đây trở xuống. Chúng ta lấy giấy Mỹ này nó hay có cái rễ, ít sử dụng thân mà lấy rễ làm thân luôn. Cây này cây số 21 cũng 300 nghìn. Tiếp theo là cái cây này cây số 25. Cây này thì nó nằm bò, tổng chiều dài của cây này
và thân này, cái đoạn rễ này, rễ từ đây trở xuống này, từ chỗ ngón tay cái tôi này trở xuống đây là rễ này, đây rễ to ở đây này, cái này số 25 300.000, cái số 24 này, cái này thì là nó có thể nói là trực được, thì nó loằn quằn nhưng mà nó vẫn thẳng đấy, nó vẫn. Thế và cây này đấy thì là giá cũng 300.000 cây số 24. Và cây số 26 này, đấy, cái thân này nó cuộn vòng một cái nhưng mà nó là cái rễ đó, rễ nó từ đây xuống đó. Tôi xin giới thiệu lại cái cây 24 này, rễ của nó cũng từ đây trở xuống này. Đấy, từ chỗ ngón tay cái tôi là phần ngón tay cái che là phần thân, còn phần xuống là phần rễ. Và rễ cái này rất to rồi, đấy bằng đây. Còn cây này thì rễ nó có bằng đây thôi. Tổng chiều cao cây này có 20 phân này, 20 phân đoạn rễ thôi. Đấy, cây này cũng 300.000 cây số 26. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái lô giấy thà Mỹ của tôi. Thế còn tôi còn một cái vườn, một cái đoạn này nữa, một lô này nữa, nhưng mà cái này nó hơi nhiều giá vì là các cái cây nó to nhỏ không đều. Thế nên là hôm nào tôi sẽ giới thiệu thêm. Thế chẳng hạn như cây này gốc nó cũng rất là quái kiệt đúng không? Đấy. Thế còn như cây này ấy thì rễ nó không khác gì như là kiểu như là một cái đây toàn rễ loành quành. Đấy, tôi cũng tạm dựng ấy. Còn cây này thì có bề rễ xoắn suýt như này. Đấy, còn cây này nó cũng nhỏ thôi nhưng mà nó cũng quái đấy. Còn một số cây khác thì là như nó nằm áp xuống mặt đất như này. Nhưng cái giấy Mỹ này nó hay ở cái chỗ là cái đoạn rễ của nó từ đây xuống. Đây các bạn thấy mọc mầm ngay sát sát ngay cái phần rễ này. Nhiều lúc là phần rễ nó cũng mọc được. Đấy, cái thân rễ này. Thế còn cái cây này ấy, cũng là cái giấy Mỹ đúng không? Đoạn là rễ của nó từ đây trở xuống. Các bạn thấy không ạ? Đấy, cái đoạn rễ củ nó mới có thế này được. Nhưng cái thân ấy nó khó mà có cái tình trạng kiểu nó hầm hố này mà nó ngoằn ngoèo như này là nó ở cái rễ. Chứ còn nếu cái thân thì nó khó mà loạn quằn như này được. Nên là chúng ta trồng giấy Mỹ thì nó hay ở cái chỗ là chúng ta làm cái bonsai nó dễ có cái bệ rễ quái như này được. Thế còn cái cây như này ấy, chúng ta có thể làm dạng gọi là treo cây cổ của chúng tôi hay gọi là huyền nhai đấy, tức là nó đổ xuống dưới khỏi miệng chậu rồi. Nếu ta đưa tay tán nó xuống nữa thì có thể xuống đến tận đáy chậu mà ta đê để trên một cái kỷ. Thế là chúng ta có thể làm dạng gọi là thác đổ đấy. Đấy. Và một số cây nữa nhiều lắm, thế thì có thể là tôi sẽ giới thiệu vào clip sau. Rất là cảm ơn các bạn.